Chào các bạn, chào các bạn. Mình sắp tới đây mình sẽ thay nhớt cho con Way Alpha. Đây là chiếc xe của mình. Mình là lần đầu tiên mình thay nhớt nha. Lần đầu tiên mình thay nhớt nên có gì trục sai, trục trặc thì các bạn thông cảm nha. Đây là những dụng mà thay nhớt mình nghĩ cũng dễ mà. Mình ở chung cư nên mình không có sân để thay, nên mình ra ngoài cái bãi đất trống hay là cái khu công trường á để mình thay. Đây là những dụng cụ để mình thay nhớt nha, cũng đơn giản các bạn ơi. Quay Alpha thì sẽ dùng khóa 17 nha các bạn. Nhớ nha, khóa 17 mới vàng ốc nhớt là được nha. Rồi. Để mình để cho hiện rõ cái, lấy nét rõ cái máy mình nó cũng cùi quá. Đấy, nét rõ đây, khóa 17. Đây, khóa 17 nha các bạn. Nhớ nha, mình cũng bị mua lộn mấy cái rồi nên và một cái kẹp nhớt này thì mình để xíu, mình xịt sên, bảo dưỡng sên luôn, xịt sên cho nó ấy. Cái này là nước xịt sên nha, chống ôi móc gì đây. Còn đây là chai nước nhớt mình sắp thay cho, tại vì đây là xe của em mình nên nó đi quanh ở trong thành phố thôi nên cũng không đi đâu xa, nên mình chỉ thay nhớt này thôi. Nhớt này cũng rẻ lắm các bạn, 85.000 chai. Các bạn có thể lên Shopee và tìm những chỗ nào mà mua bán nhiều. Mình cho các bạn thấy cái chai này là để mình hứng nhớt á, tại vì mình ra công viên thì chẳng lẽ mình xách cái thau cái đồ để mình lấy cái này hứng nhớt, xong rồi mình chuẩn bị thêm cái chai không để đựng nhớt. Kỹ chưa? Rồi mình bắt đầu nha. Mình sẽ mở mà hướng này, các bạn thuận hướng nào thì làm hướng đó. Mình đang ở cái bãi đất của công viên, bãi đất của công viên nên mình cần phải sử giữ cho nó sạch sẽ, nên mình sẽ lót đồ cho nó không bị chảy nước ra ngoài. Nào thì thay bên đó nha các bạn. Đừng nghĩ mình thay bên này rồi các bạn kêu sao là bên này nữa, sao qua bên kia nó gần chứ. Mình thích bên nào mình thay bên đó thôi, không có sao vậy. Bạn được cái chim đồng hồ.
sao các bạn biết xước nhỏ nhỏ. Xước nhỏ nhỏ nhưng sẽ không to đâu. Không chuyên nghiệp lắm mà. Cũng cái gì đâu. Không nghĩ là nó cứng như vậy. Nè mà trên mạng nó không nên thay nhớt ở ngoài. Nó lén hết. Nó hút cái xe. Nó hút thịt thôi. Xe. Nhớt ở nhà các bạn thử nên tập thay nhớt ở nhà làm sao nó đơn giản mà nó đơn giản các bạn thôi chứ còn mình là thấy thấy nó cũng hơi khó thôi. Ôi bạn cùng chia đồng hồ nha các bạn ơi, trời ơi sướt sướt mạnh ơi, cùng chia đồng hồ nha. Bạn còn chưa gặp đồng hồ nha các bạn. Sướng thật sự. Lần đầu tiên này. Tôi hơi bóc xíu. Mình chuẩn bị cái chai. Cái chai này. Mình sướng tí các bạn. Này coi như có kinh nghiệm với các bạn. Bạn là ngồi những thay được thay thì qua mình biết kinh nghiệm mình thay mà. Cùng chia đồng hồ nhé. Xe này mình mới chạy ít km nên mình nên chạy một xíu cho nó nóng thôi nha các bạn, đừng nóng quá thì mấy bạn đừng lấy cái chai như mình nha, cái chai như mình nó bị teo luôn á. Này là mình thôi sẽ thấy
phải. Bẻ và gãy cái gì đó rồi phải nghĩ là nó cũng không sao đâu.
chặt nữa mà. Xe này chắc mình được chưa? Mình đi được xe. Xe này nó chậm nhất bạn đó. Chai nhớt của mình ra. Mình có thay cái nhớt này cho cái chiếc xe CFSI của mình để chạy thử. Thì theo nhận xét của mình là cái nhớt này chạy ok. Trong tầm giá thì cái nhớt này thấy mình cảm thấy là chạy được chứ không phải, tại vì mình đi làm ở trong thành phố không nên không cần phải loại nhớt xịn điện đi mà vừa ngàn tay ngàn rưỡi tay rồi được, không sao ở không ảnh hưởng gì. Giờ mình tiến hành mở này, mở sẵn rồi nên hình vậy.
để mình lau chùi cho sơn. Mình lau cái tim này, mình đã lau rồi, mình đổ nước vào. Đấy, thật là bình tĩnh nha các bạn. Đấy, thật là bình tĩnh đó. Mình đổ tới 0.8 lít là được. Không cần đổ nhiều quá. Đây, nó mất đây. Xíu nữa. Ok. Ok, bằng cái cách việc mà thay nhớt vậy á, mình nghĩ á là mình có thể kiểm tra được xe mình có bị hỏng hóc nào không, có bị hư hao được nào không. Để mình còn biết người mình sửa. Này mình vặn nhẹ qua sơ thôi, mình biết đưa mình sửa chữa kịp thời, chứ còn ra ngoài nó cứ chọc chọc cái cây vô nó hút, nhìn rất là bực. Xong. Đơn giản các bạn, quá đơn giản, đâu có khó gì đâu. Không có khó một tí nào. Tiếp theo mình sẽ sơn cho xe mà. Sơn thì theo gì không biết thấy không.